Đây, hoa cúc mùa xuân, bông vạn thọ chứ mọi người. Trời, sao nay mình nói lộn hoài vậy? Là con bông cúc nó bự dễ sợ không? Coi nè, nó bự. Trời ơi, con lòng bằng tay mình luôn á mọi người. Bên kia cũng có con trọn nè. Trời ơi, nó còn làm gì đâu luôn á trời. Cái mai, cái mai giả nhà mình đó mọi người. Cái đào đó, còn đây thấy lạ không? Trứng mọi người, trứng á. Chị không biết ở đâu có ra thiệt nè. Nó hợp mình đó. Ui, hôm bữa bạn coi clip đó là ở cây mai ở Tiền Giang nha mọi người. Còn đây mai Tây Ninh nha. Đó, nhà mình đó. Chưa, đẹp ơi là đẹp luôn. Bên kia là cây đào đó, thôi mình quay qua đây nha. Đó, vườn đây là vườn của ba mẹ mình á, đẹp ha mọi người. Sen nè, cây này cao lắm á. Đó, thấy cây trồng. Các bạn sẽ thắc mắc là cái cây này là cây gì đúng không? Có ai biết cây là cây gì không? Tôi cũng biết tên luôn, nhưng mẹ mình lấy trứng đó mọi người, ăn xong cái đó lục một lỗ lấy ra, ok chụp lên á, rửa sạch phơi khô chụp lên á đó. Đó, bông trang này mọi người. Bên đây có mấy cái bông này hồi xưa mình không biết tên, đẹp không, đẹp ha. Bên đây có bông cải nè mọi người, cải xanh nè, để lâu lên bông cải nè, đây nè. Đó, hoa cải đó mọi người. Bên kia là hoa nhái. Hoa nhái đó mọi người, hoa móng tay. Đẹp ha. Hoa nhái đó mọi người. Có màu cam, màu vàng, ở đây có màu vàng nè. Gió đung đưa vậy đó. Đó, nhìn mình thấy thương không? Đó. Còn đây là hoa giấy màu cam mọi người ơi. Đó, hoa giấy màu cam. Bông gì mà vàng vàng không biết luôn. Đây là cây lưỡi hổ nè mọi người. Cây lưỡi hổ nè. Đây là cúc Hà Lan. Đây là mọi người. Thấy cúc là thấy tết ha. Đẹp chưa mọi người. Xuất sắc luôn.